nói về tống gia nhị phòng tống hiểu hiểu của vương triều minh diệu làm chủ cùng với các tinh linh tiểu tiên do linh hoa linh thảo của giao trị cung tiên giới biến thành mang theo tò mò đối với phạm giới hâm mộ phố xá náo nhiệt cùng các loại ngày lễ phồn hoa của nhân gian hóa hình tinh linh tiểu tiên nhóm lặng lẽ không biết từ nơi nào tìm tới rất nhiều thế gian các loại tiểu thoại bản rốt cục có trời nhìn không được cùng nhau mưu đồ bí mật vùng trộm hạ thấp linh khí thế gian thể nghiệm ngoài ý muốn cùng tống hiểu hiểu gặp nhau sau cùng nàng học tập tu luyện nếu có tương đồng thuần túy trùng hợp, bài này linh cảm đến từ bản thân mộng cảnh. Chương 1 Thành thân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Vẽ ôn tình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 3 Qua hướng về Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ngày hội trung thu phu nhân lại có thai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Đại hỷ song thai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Thất lạc cùng cái nhìn đại cục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Liễu Di Nương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Kinh hiện Long Phượng Thai Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Mật tình cảm rã trích lại mặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Chẳng ai ngờ rằng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.